dịp kỷ niệm 20 tháng 10 2019, ngày truyền thống thành lập Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bertolt kể tiếp câu chuyện đẹp nhất, trái tim phụ nữ, trái tim ngọc trai, để truyền động lực đến hàng triệu phụ nữ thông qua sản phẩm trang sức hoa tai Agape, tình yêu vô điều kiện. Sở hữu hoa tai Agape, nhận quà di chuyền Angel, bạn được tặng thêm chiếc kính lúp để chơi trò đập hộp, khám phá bí mật là một thông điệp đẹp được khắc trên hình trái tim đính trên hai viên ngọc trai của đôi hoa tai. Bertolt sẽ gây nên cơn dư chấn yêu thương với quà tặng ấn tượng. Chọn một hoa tai Agape tặng di chuyền Angel chỉ với một khát vọng mang đến hạnh phúc cho mọi tình yêu. Thương hiệu uy tín, từng viên ngọc được tuyển chọn gắt gao và đặc chuẩn 3A, sáng bóng lung linh, đẹp, tinh tế, sang trọng, thiết kế thông minh, lan tỏa những thông điệp giá trị. Bảo hành 5 năm, bùng nổ cảm xúc với ngọc trai Bertolt. Thương hiệu ngọc trai Bertolt trích $1 trên một sản phẩm Agape để gây quỹ trái tim ngọc trai với lý tưởng bảo vệ quyền lợi của trẻ em và phụ nữ. Nhận ngay di chuyền ngọc trai Angel trị giá 1.8 triệu, chỉ từ 1.3 triệu, sở hữu ngay qua tay Agave. Hotline đặt hàng 0834500300, website traitimngoctrai.vn. Xưởng chế tác 12/47 Lữ Gia, phường 15, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.